Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Thọ. Hôm nay chúng ta cùng nhau chơi đánh bài tiếp ha. Rồi, thì hôm nay mời các bạn đến với một cái bản mod khác nữa. Mình nhanh tay mình tải luôn. Nói chung là cái mod này cũng khá là hay đó. Mình lại phải chơi một cái nhân vật mà mình không biết là ai. Lý do bữa nay mình quyết định chơi ngay á là bởi vì á là mình thấy cái bộ này nó là bộ tool các bạn ạ. Nói chung là mình có sẵn bộ quài mặc định bên bản này nó là bộ tool. Mình thấy nó khá là hay nên mình chơi luôn. Còn mấy nhân vật này là thôi mình xin lỗi các bạn nha. Mình chả biết nhân vật này là nhân vật nào luôn. Các bạn thông cảm cho mình. Mình không có biết nhiều lắm về cái Yu-Gi-Oh, đặc biệt là mấy cái phần sau mình chỉ biết cái phần đầu tiên rồi thôi. Mấy phần sau biết chút chút. Rồi, cái này thì phê rồi. Rồi, cộng máu vô thì đã đấy, nhưng mà giờ làm sao chiến mới là quan trọng đây. Trời ơi, vừa vô ra con này rồi ai chơi cho lại không ông ơi. Trưởng là tức. Bộ bài mặc định là bộ tool nè. À, rồi. Rồi, con gì đây? Con này con Tool Utopia, con này thì mình đoán nó không biết nó là quái gì thôi. À nó nhưng mà Tool mình nhớ không lầm là ngay lúc đầu là không có được bắn nha. Nói như là phải qua một lượt nữa mình mới được bắn hay sao ấy. Con này là Tool Utopia nhìn hấp dẫn rồi nè, con này Tool CBDF thì bữa mình dùng rồi. Đó bạn nào muốn chơi chơi bộ Tool này đây, bộ Tool này á, không biết ngay mà. Dễ gì mà chơi được. Á hự anh có đắc hôn. Tại mới chơi không biết nó có bài gì ra giờ chơi cứ chơi bại thôi. Nghiên cứu của nó có cái gì đó. Bây giờ mình nhìn vô toàn mấy lá bài là quơ là quắc luôn. Không biết nó nào nữa. Mấy cái bài này thì còn biết nó là cái gì nè. Nhưng mà vô bài quái là chịu luôn á. Rồi ok phá. Ôi lá này lá gì đây? À rồi nhưng mà về cơ bản thì vẫn bắn được đúng không nào? À bắn bay qua đầu. Rồi móc của tôi bắn bay qua đầu. Bỏ 500 máu để bắn bay qua đầu cái gì đây? Tư tưởng lớn gặp nhau. Rồi thôi ok sao mới chơi thắng thua là chuyện thường tình. Lưu ý là mình đang đâu mức 7 sao với thanh niên này nha các bạn. 7 sao mà bài mạnh quá. Con này là ga, bộ bài của thanh niên này là tên là bộ bài ga hay sao á. Mình thấy là ga Gatna với lại ga Gơ. Bộ bài này nó còn có XZ nữa hả? Mod thêm cái vụ XZ vô đây là mình thấy mình hơi mình sợ rồi đó nha. Không phải tại vì mình không hề biết cái làm cách nào để chơi cái kiểu XZ này cho nên là bây giờ mình thấy XZ là mình thấy mình yếu rồi đó. Đúng rồi là mình không có gặp cái vụ XZ này lắm. Bây giờ rồi mang sức cần thôi, bộ bài này ra chắc rồi. Cái này nó có fusion luôn hay sao ấy, nó để bài ngay đây nè. Còn nếu nó không có fusion thì nó lại XZ. Trời ơi, chết tôi rồi các bạn, chết mình rồi các bạn ơi. Rồi thôi, tính ra quân đánh thắng trận đầu nhưng mà có vẻ như là chúng ta không gặp may rồi. Con này thì giờ làm sao mà ra đây? À, nhưng mà vậy thì cũng đâu có đủ để mà xung quanh. Con này hai con mới đủ. Uổng cái lá này quá. Trời ơi, bởi mình nói mình ghét với cái con này lắm. Nó cần hai con nó ra. Kết quả là cái lúc cần thì không có gì để mà xài hết. Ghét với cái xung quanh hai con này cực kỳ luôn. Bởi mình không có xài thần ra, thần Obelisk hay thần rồng gì trơn. Có nhiều bạn đề nghị mình chơi đi. Thanh niên này nhìn thì cũng không phải là người xấu. Thanh niên này chắc người tốt. Hậu bối của Yugi chắc là được đào tạo được từ cái lò của cây ba đó. Cái lò luyện, cái trung tâm luyện của cây ba đó các bạn. Chứ mình không phải mình đang chửi nha, cái này là mình nói thật đấy. Rồi con này cũng là tool luôn đúng không ta. Rồi 2000, nói chung là được hết, chứ con này là cho nó biến thôi.
ông biến lại giùm tôi ông ơi. Bộ bài này khoan khoan nữa mình chỉnh lại cho nó đúng cách chơi của mình đã, chứ mình nhìn vô là mình thấy mình sợ rồi đó. Cái lá này thôi xin biến giùm luôn. Coi coi bài nhiều lắm các bạn ơi. Đây, gì phải có trap hole thì mới đúng là mình. Những lá khác có thể không có nhưng mà trap hole thì phải có. Cái này nữa nè. Cái này hình như có rồi. Rồi vậy cũng tốt. Rồi bộ tuin là bộ câu giờ mình dùng cái này. Còn cái lá này nữa đây nè. Rồi nhưng mà giờ vậy thì bài hai cái lá này thôi cho biến thì mình không cần nữa. Có xung quanh được đâu. Còn giờ mình để vậy cũng chả con nào đây là con xung quanh cả. Vậy đi né cho nhanh chứ mà. Kha đi cũng sành nữa hả. Ờ thôi lá này em không có gì không xài, cảm ơn anh. Hồi phép mình thôi con này biến luôn, con này biến luôn. Con này biến luôn các bạn. Đây những cái lá mình cần nó ở đây này. Đây hai lá này. Lá lên kia lấy thêm lá phép nữa là xong. Đây lá hồi sinh. À hồi sinh có rồi, hồi sinh có rồi. Giờ mới vô chơi biết cái gì đâu. Cái lá này để coi. Bộ này thì có lẽ là nó khá cần cái lá hồi sinh này. Mà hồi sinh này là hồi sinh luôn quái của đối phương là chết mình đấy. Ba cái kiếm có rồi. Để coi nào. Lấy cái gì giờ ta. Lá này có rồi đúng không. Rồi tốt. Đây nào ra cái ghi phải có này nè. Cái bình này mình có rồi đúng không, có rồi tốt. Cái là bộ tool đúng không, phải thiết kế lại kiểu của mình. Cái bộ tool mà chơi như AI là mình chịu không có thấu. Cầm theo con này có gì chơi. Rồi lá hồi sinh nữa nè. Rồi có rồi, cái lá đó bình thường nó bỏ vô sẵn cho mình thôi mà. Bộ nào cũng vậy. Rồi. Ồ, cái này có chưa, cái này chưa có nữa không. Tuyết hoa của phong bạo rồi thôi, mình không có ý định dùng. Bộ tôn nó bắn bay qua đầu là khỏi cần gì hết. Đắc hôn nữa, cầm đắc hôn trong tay mình hơi sợ, hơi có ra kia kia rồi thì không cần đắc hôn. Đây trên ông hết thì phải có rồi nè. Mấy con này là nó là warrior đúng không, dragon tơ nó vô là đủ thứ này hết. Con này quang, con này thủy, cái bộ bài nó cùng lum ấy vậy. Nó không có cái kiểu gì hết để cho mình bút chung thì làm sao chơi. Vì đây có cái reset thiệt luôn á hả. Rồi thôi mình thấy là xong đời mình rồi các bạn ơi. Qua phần này cái bản boss này nó có mấy vụ cái reset là thấy mình khóc ra mấy chục cái tiếng rồi. Có bị cát hay đem thêm một con để đề phòng các bạn. Mình thấy là mình không có khả năng thắng luôn rồi đó. Hai con này chắc là để hồi cái này thôi. Rồi cái này thôi. Cái này dễ dùng để chơi dị thần sức mạnh chứ không phải bộ này. Bớt tráp lại một tí, tráp nhiều quá không nên. Bỏ thêm con này vô có gì, có đồ dự phòng. Con này thôi nó hồi sinh cho hai bên rồi thôi xin kiếu. Con cánh cục là bỏ vô để có gì cứu tử cứu khổ cứu nạn. Lá này nên sách nó theo nè, có gì mình chỉ hướng tấn công thêm lá này nữa. À bản này là nó trở lại thành con này rồi, vậy là mình sẽ không có con pháp sư kia nha các bạn. Pháp sư kia mình thích nó hơn nhưng mà thôi kệ cũng được. Có bị cát thì bỏ nó ra đi các bạn. Nó mất tiêu rồi. Đây. Mà khoan đã, nếu vậy thì bản này nó có con Super Cool mà dạng Tool không ta. Nếu mà vậy cầm con Super nó theo có lý là tại nó tốn một lá à. Đây. Có bọn Izzet này nhìn ghê quá vậy. Con này cũng là Utopia luôn rồi này. Nghe cái chơi giữ Utopia thôi là mình sợ rồi đó. Eternal Hero bên này nhiều lắm các bạn ơi, trời ơi. Đó
rồi 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 sau thấy là cái này là nó hợp với cái chơi kiểu chơi dung hợp rồi, vừa dung hợp mà nó có XYZ ở đây nữa là mình thấy mình mệt rồi. Mình biết là mình đang nói những cái lời mà nó thoái chí nhưng mà mong các bạn thông cảm, mình chơi ngáo lắm. Toon Utopia là có rồi nè, đây Suman Kun đây, còn có Suman Kun bản Toon không rồi, à, bản này nó không có một Suman Kun mà bản Toon nữa, nó chỉ có con Toon Utopia này thôi, chắc con nó bị mod thành con khác rồi các bạn. Rồi, xác định là không có con đó rồi. Nhưng mà khoan đã, không có con đó thì có con Jizo không? Xách con Jizo theo. Để coi lá này thì thôi bỏ ra đi mình bắn. À không có nữa. Bỏ ra đi mình có con này là không cần nữa. Phải có Jizo nha, không thôi mình cũng buồn lắm á. Có tất cả nhưng mà thiếu Jizo thì buồn lắm. À đây, Jizo đây. Rồi, tốt. Rồi, khoan. Vậy lấy thêm cái gì theo nữa giờ ta? Cho nó đủ 40... À đây, con này mới lấy được rồi nè. Rồi, giờ bán này là xác định là chơi là xì khói luôn với nó rồi các bạn ơi. Chơi cái này là mình mệt đấy, không dễ ăn đâu. Nó tùm lum mấy con quái này hết rồi nè, mấy con quái mình báo cho bạn mới này nó mod vô đây rồi đây. Từ từ, con gì nữa đây? Bây giờ à, con này. Đây để coi. Nãy bà Trúc Anh có đề nghị mình là chơi một cái bộ mà nó toàn quái level 4 sao. Cái đó, hay, mod lại hình con này em rất biết ơn luôn á. Em cực kỳ mê con này, mặc dù nó không mạnh nhưng mà mình rất thích cái tạo hình này. Nhìn nó mà mình muốn chơi các bạn, còn mấy cái bản kia nó mod nó có thể ra mạnh hoặc là mod mà nó ra cái con khác nhìn nó không có thuận mắt lắm. Đây rồi, thôi bỏ con này vô đi, coi như là dự phòng mình không đeo con sâu theo nữa để tránh cho bạn đó mình toàn kéo bài của đối phương, làm phá cái thế của người ta. Rồi đây. Rồi bây giờ mình không biết là bản này nó có rác hay không, cho nên là mình chơi bình thường cho vui thôi. Rồi là từ làm trận nữa, nói chung là bữa nay quýnh thử nhưng chưa quýnh thiệt kìa các bạn. Các bạn nói mod của cái thanh niên chiến người mà làm ra cái này là nó thay mod rác đúng không? Vậy nên cái bản này mình chỉ chơi một gán à. Rồi đây, đó thấy có cái lá này ở đây mình yên tâm rồi. Rồi cái giọng nghe nó trẻ con cái nào nhỉ? Nó vừa có vẻ như ở cái bản này thì cái nhân vật của chúng ta nó sẽ trẻ con hơn so với lại phiên bản khác, lại cái độ tuổi nhưng mà này mình nhìn cho rằng là nhỏ hơn Yugi với lại Yuki luôn. Một bộ này bộ gì ở đây? Win up gì ở này? À rồi cũng chỉ là chống ráp trong quét rồi up xuống đây thôi, nó hấp vô lại. Nó gần giống con chim bên bản của Zoe với lại mấy cái bản mod khác thôi. Rồi thôi vậy cũng còn dễ thở. Rồi ok, ảnh phá được cái lá này của mình. Ai chà, ảnh phá được Kamayoko của mình. Rồi ảnh phá Kamayoko của mình thì mình phá lại cái lá này của ảnh. Ồ, ảnh có lá này nguy hiểm nha, lá này Zoe hay xài lắm nè. Zoe hay chơi hay kiểu cờ bạc các bạn. Cái gì đây? Bài thanh niên này nó kiểu Galaxy nó búp tùm lum tùm la vô hết trơn. Thêm này vô nữa. Con này là con gì đây? Con này là cũng bị dễ xin xét rồi. À rồi búp nhiều vô anh. Mình có cái vụ nhập vô này nè. Đó mình đang theo cái nhập theo này theo. Tại mình biết lần này bài AI nó mạnh rồi. Mình mà không nhập vô là mình mệt đấy. Chấp nhận mất 1000 máu luôn. Tí các bạn, mình con này nó trọng lại cho mình 1000 máu. Nếu không có vấn đề gì mình sẽ có được cộng 3.000 máu, tới mình sẽ có tới 11.000 máu lẫn ngàn mà không tiếc. Qua cái này quay là cái sân không này nó đóng vai trò như là cái gì đây ta? Đá này nó vô hiệu hóa nên mấy cái sân nữa. Mình hiểu nó là như vậy, không biết mình hiểu có đúng hay không. Bạn nào xài lá này rồi chỉ giùm mình nha, chứ mình đọc mình không có hiểu lắm.
lá này là nó hỗ trợ với đinh xếp này, là nó hỗ nó vùi hóa mấy cái sân này ở đây vậy. Ồ, còn nữa anh em là toàn chơi đinh xếp không tơi rồi. Đây để coi coi, rồi nếu đã vậy thì lấy con này ra đi, mình dụ ảnh bắn cùng nhau rồi. Mình biết là tính mình hay chơi cùng nhau nhưng mà cái đó là cái phong cách chơi của mình. Mình chơi cái kiểu đánh nhanh thắng nhanh, mình chơi không có được mà cũng cảm. Rồi đây, mình biết đây là bộ tool, không nên chơi theo kiểu này nhưng mà mình quen rồi. Rồi đây chuyển hướng tấn công. Ganbara này một hiệp sĩ các bạn. Lá nào ở đây nó cũng như là có khả năng ứng đi Z này. Con này thì à con này ra được rồi. Rồi đây qua lượt sau mới được bắn các bạn. Thế này à, bản này nó khô hết đấy. Con này là chức năng gì? À, cũng có sao đâu, cho chặn được mình tấn công được thôi. Rồi đây xuống hố ngay, loại ngay với phơ hình nó ít reset ra là mình chết đấy. À, rồi trường hợp này mình lỗ con này thôi cũng sao. Chà ra vậy mình hơi lỗ. Con này thấp quá không dám xài. Rồi cũng không sao. Rồi con cánh cục này xuống, lá này quăng ra phá thế cái đó, ảnh đang tỏ ra nguy hiểm. Thì ra là Magic Arm, tưởng cái gì nguy hiểm lắm. Rồi sao mới bắn được nha các bạn. Rồi vô con cá mập rồi. Con này cũng là nguyên liệu để xếp luôn. Lá nào đây cũng đi xếp này. Trời ơi, anh gọi con này anh đang bắt con mình mà. À đã không có lá tua anh đâu có dùng được. À lá này là dạng lá dung hợp rồi. Wow. Oh, bản này chơi hay á. Nhưng mà nó đã đi xếp rồi. Con này 2006 luôn, mạnh quá. Win of Arsenal, thằng thanh niên là fan của Arsenal. Rồi đây bay vô mình xài con này tiếp đi. Con này thì nghe không dám bắn rồi. Có bộ tool nó cứ mặc sức mà bắn bay qua đầu nó các bạn. Rồi đây để coi ảnh có cái chiêu gì. Rồi ok. Rồi 1800 nữa hả? Cái này là nó 2500 nó mạnh hơn con này của mình luôn. Rồi đây cũng may là mình có cái đèn thần ở đây. Rồi tiêu team PDF của mình rồi. Nói chung là qua dạng tool thì nó bắn bay qua đầu rồi, những số không thay đổi các bạn nhé. Rồi hay từ đó để thủ lấy máu trước là tính. Dù cho anh bắn xong cái đám này của mình là mình chơi con này mình chắc đem ra để thủ thôi. Tại mình đã thấy mất rồi, sao nó lại 4 sao chứ, nó có cái gì hay mà được 4 sao. Ở đây từ từ. Ồ, dung hợp nữa. À rồi, cái nó có ra nó thủ, nó câu vợ là dung hợp á. Ồ, cái này quýnh đảo quá. Bản này giờ nó quýnh mình đo sàn luôn rồi. Còn 2500 nữa à. Ok, lấy dao trâu mổ gà kiểu này thôi mình cũng sợ.
tiếp, sợ gì. Rồi đây, nô rồi, máu mình dần lên được 1000 nữa, 7900, ok. Con này đâu dám bắn đâu. Rồi, bắt được không? No. Rồi, mình thử chơi ảnh coi coi nó làm sao. Là dĩ nhiên chơi ai dễ, đâu dễ chơi vậy. Rồi thôi không sao, bình thường. Ảnh có là chuyển hướng công các bạn. Mình tính lấy hai con này nó hủy nhau luôn. Mình không có đỡ thôi, cộng cho ảnh 1000 máu. Rồi thôi ok, thanh niên này võ công ghê gớm lợi hại đấy. Rồi xong. Oh no. Rồi. Oh, có con này, con này bữa mình sẽ mới xài xong. Trời ơi, ảnh có Marupo nữa. Cái gì Zed Fusion. Cái gì Zed Fusion nữa. Rồi con này tuôn. Tuôn rồi, tốt rồi. Rồi đây, gọi con ba mắt này sống dậy. Có gì nó chết mình đỡ cực. Rồi đây à, đè lên luôn. Rồi vô hóa trap. Đây, lấy thêm được con này nữa. Rồi đây, quăng cái lá ra. Quăng ra cho sợ chơi. Rồi hồi sinh luôn. Rồi đây hồi sinh được con nào ta, bắt được con bên ảnh luôn à, hay đấy. Nhưng mà mình chỉ cần lấy con GMDF của mình ra là đủ đô rồi. Không biết hồi sinh lên nó được bắn liền ta hay nó có bị dướng được nhỉ. Tool nó có nhiều, à rồi tụi hồi sinh cũng bị dướng nha các bạn. Tại mình không có xài tool, mình không biết cái tính của nó. Nó lộ cái mặt xấu hài ra rồi, nãy giờ cũng cứ tưởng là thiếu niên, một chút thiếu niên lắm, hóa ra là cũng chỉ là trẻ trâu thôi các bạn. Rồi qua lượt sau là coi như ảnh chịu rồi, ảnh thắng mình nãy giờ là nhờ mấy cái lá cá. Nhưng mà bây giờ vô cái thế này là ảnh chịu rồi, tại cũng bắn bay qua đầu được. Đây cho con này nó bắn một phát rồi, tụi mình ảnh mình cũng không bắn ảnh. Chỗ anh em chơi với nhau vui vẻ. Rồi mình thắng. Thắng thua thì thuộc tình, ông thua ông la lạc ghê quá. Nhạc bản này nghe dễ nghe hơn. Rồi ok, con này mình từng lấy được rồi nè. Nói chung nó khá giống với con chuột của Yugi, có điều con chuột kia là chiến binh mãnh thú, còn nó là mãnh thú thôi. Mặc dù nhìn mặt nó dễ thương được hết, chạy giống. À, rồi ok, thắng thua gì cũng là cái mặt này đúng không? À, rồi ok, hôm này dễ tính ra cũng khá là ok. Rồi mặc dù là nãy mình làm set bộ bài cho các bạn coi rồi, nhưng mà giờ mình vẫn để lại ha. Nói chung là AI nó set cho chúng ta cái bộ bài, nó cũng có cái ý của nó. Chứ không phải không, mình hiểu cái ý của bộ bài đó, nó để mấy cái lá bởi vì là sức mạnh qua đây để làm cái gì. Chủ yếu là để nó cho nó giảm cái tỷ lệ bộ bài xuống, mình có cái lá đó mình rút những lá bài khác nhanh hơn. Chứ giờ mình giữ bộ bài mình nó 40 lá thôi thì dễ ra cái lá tool này để chơi này. Nhưng mà mình thì mình không có thích chơi cái kiểu đó. Cho nên là mong các bạn thông cảm ha. Rồi ok, video xin phép được kết thúc ở đây. Mới vô là bữa nay chơi thử rồi nha. Bắt đầu từ ngày mai mình mới chơi thiệt cái phiên bản này. Rồi gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.